Xin chào các bạn. Đây các bạn, bữa nay mới ăn cua với lại ốc. Cái này đâu phải ốc nè. Ốc đây không là ốc mà Này là hấp xả các bạn. Hai con. Sẽ chơi một con ha. anh đang ốc Ok. Mời các bạn. Ớt của mình đây. Wow. nhìn hấp dẫn, bỏ xả đấy. Lấy xả ra. Thơm. Thơm quá trời thơm luôn. Đang Không có thể nào mà đợi nổi luôn các bạn. đang buồn ngủ bị mùi này bốc dậy. Buồn quá không có bia. Trông mà bơi xả nặng chanh nhiều quá. Đảo lên, nó không có đảo mà. Nó chua té luôn. Cũng còn chua. Ăn không vừa sao? Wow, đây các bạn. Ngon. Khỏi chấm luôn, ăn không vừa luôn. Thử cô xã. Cay không? Cua này, cua gì? Họ kêu là BC, là British Columbia. With Colombia hả? Hả lắm. Sâu hơn hả? Đang ăn có ai khó cửa, không muốn mở cửa chút nào. Không mời cũng quá. Ai vậy? Chị Phượng hả? Nói ăn cua mà cái bỏ chạy. Anh nói chữ kỳ chứ không phải nói ăn cua. Nghe mà. Ngon quá. Ngon. Chanh nhiều quá. Lấy ớt qua bên đó. Còn nóng luôn các bạn. Ốc này nhiêu con? Ốc này hả? Có hai đồng mấy à? Thì rẻ hơn bữa không? Mà không tính anh 5.99 mà. Nhớ không? Hồi nãy bây giờ mua nhiều bữa sao? Bữa hôm là ốc khác. Ốc này ngon hơn ốc bữa hổm mình mua. Dám nói anh vô mua bịch đem về xào á. Bữa đó hả? Tại ốc này em làm video cũng... Ủa, ốc này xào xào gì? Xào tương á. Ngon. Cái nào ăn được, nào ăn được. Cái này ăn không được. Nãy nó dễ nhúc nhích đó là nó hả? Để vô nồi với nhảy không? Có. Lấy cái này. Nướng ngọt hả? Dạ, ngọt ngay luôn. Ừ.
bờ biển Việt Nam bắt mắt hơn đây đúng không? Ở Việt Nam gần biển mà cho bắn mắt hơn. Không biết nhưng mà nghe các bạn nói mắc hơn, nhất là cua, nhất là tôm hùm. Quay lại vậy. Cái này nó không có cứng, sẽ lấy cái nĩa sẽ làm cũng được. Nhưng mà nãy là nãy mũ mà nãy bằng sắt ăn cái này xong chắc ăn cơm á. Hai bữa không ăn cơm nên nấu đồ ăn xong xuôi hết à, thèm ăn cơm quá. Mà mời mua gì đó đi học không? Hồi nãy em có mua một bánh. Quên. Thèm cơm quá. Xong rồi đi về cái là đi thẳng chợ mua đồ ăn, kho thịt với lại nấu canh. Xong rồi mua cái này ngồi ăn mấy chị với các bạn luôn. Năm nay đi Water Kingdom phải không? Mà mua cái gì Meso, cái gì Season Pass của nó. Thấy ủ á, tại vì sao? Đi cái lần. Bây giờ ăn cái nữa. Vô chỗ ngồi đợi không cũng đủ mệt. Dạ, đúng rồi. Nên hả? Muốn mua VIP luôn. VIP đâu có bán không? Có. Đúng. Có. Có cái loại đó, có cái loại mình mua mình khỏi đợi luôn. Nó có cái hàng riêng cho mình. Water Kingdom kìa. Có luôn, giống như Wonderland cũng có. Mình đúng. Mắc hơn nhiều. Em cũng không biết. Ngon quá. Chạy lên nỉa đi chạy. Cái nỉa ăn nhanh lắm nè. Ăn nhanh quá em đâu còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ em ăn nhanh quá. Ăn lâu lắm, ăn từ từ á, video nó dài quá. Dân chuyên nghiệp, dân mới vô nghề khác. Bây giờ vô nghề rồi hả? Cái này không có vô à, mới tập ăn. Nè, thấy chưa? Cho nguyên miếng nè. Ăn ấy. Cho nè. Trời kéo, còn nguyên miếng luôn. Dân chuyên nghiệp với dân mới vô nghề cái gì á? Dân vô mới vô nghề gỡ nguyên miếng. Chớp. Nói chuyện cà chén là ghét lại. Chỉ càng nó thấy bự mới càng sao nhỏ nè. Càng bự á. Con cua này đẻ không đều ha. Phải đẻ càng bự vừa vừa với nhau ăn cái ngon. Trời ơi. Giận. Nó bậy quá. Cua nó đạp. Các bạn ăn cái này bây giờ biết rồi nè, các bạn lấy cái nĩa các bạn làm cái này rất là nhanh luôn. Khỏi cắt. Nhưng không ngon bằng tôm. Tôm nó đã hơn, cái đuôi nó ngon nhất. Ai ăn gì ăn, ai cho ăn đuôi rồi còn gì nữa, cái đầu có thịt đâu.
Anh đâu có đòi gì đâu, bữa nào anh mua cơm anh cho em hết, anh lấy cái đuôi anh ăn được rồi. Mấy cái dậu đó ăn hả? Em nghĩ con nguyên con bò anh ăn cái đuôi không? Ok, nguyên con tâm anh ăn cái đuôi không là đúng rồi. Anh cho nguyên con bò anh ăn cái đuôi, anh dành nhường cho em hết mà. Con gì cũng vậy thôi. Ok. Con cá cũng vậy, anh cho nguyên em phần đầu luôn, anh lấy cái đuôi thôi. Đi mua đi sợ. Mua ngay bây giờ đem cho anh cái đuôi. Người ta đang làm biếng đi ngủ rồi, không biết bị gì mấy gậy buồn ngủ kia. Em mà biết sợ ngủ ngon quá mà không. Tại đợt này mới đi chơi lắm, đi chơi nhiều lắm, với lại bơi. Anh buồn ngủ sáng thức sớm, tối thì ngủ sớm thức Bơi sớm. ngủ ngon lắm các bạn, mà mỗi lần bơi là cả tiếng mấy 2 tiếng. Mấy nhỏ đâu chịu về đâu, Sao ăn đấy cho thôi. sẵn rồi. Thank you. Nó đâu chịu lên đâu, không có bị cũng bị. Cái bữa mà mới đi tới á, nó tắm, nó hỏi là nó muốn ở thêm 1 ngày nữa. Xong rồi cái bữa sau nó hỏi con muốn ở thêm 3 ngày nữa. 1 ngày ít quá. Ủa tối hôm qua hả? À, tối hôm qua nó muốn ở thêm 3 ngày, 3 ngày nữa. Đi nào? Đứa lớn thì nó giống như là nó tùy nó theo mình, biết rồi. nó tùy theo mình sắp xếp sao thì nó theo vậy. Đứa Út thì không, bây giờ con muốn 3 ngày nữa, Nhà lớn biết rồi. nó chỉ thích đi tắm thôi, chứ không thích gì hết trơn á. Thật ra không có thích hotel, chỉ thích đi tắm. Đi tắm tại vì hotel có hồ bơi nên thành ra nó cứ đòi hotel là vậy, chứ không phải là mê hotel đâu. Lấy xoài kìa. Đang busy. Đó, bởi vì các bạn anh làm biếng ăn cái này là gì, phải ăn lâu, ăn từ từ. Mệt. Ốc này kia anh cũng không chịu ăn, ốc này thì được. Ôi trời được. Oyster nặng chanh á. Ngon. Hấp con cái gọt. Anh biết tại sao kỳ đó mình hấp mình sặc à? Tại không có trộn lên á, cái mùi trà tiêu á, nó nồng lên. Mốt lần sau trộn lên. À chú, sao mày đi chơi vui không? Cảm ơn ngài. Ê à, ai nói con cái theo bà đâu, con cái theo mẹ không? Em cho nó cái kia kìa. Thằng nó giỡn không? Cái cơm đó, không phải cái, đúng rồi, cơm miệng thôi. Không thay hoài cũng được. Đây mày cắt. Âm đặt. Thêm miếng nữa. Còn nữa nữa nè. Đây, một nửa nữa sao? Làm biến gỡ rồi sao? Nó anh ăn ốc, nó anh ngồi chơi với em. Anh làm biến ăn ốc, ngon ngon thiệt mà làm biến gỡ. Ốc con này gì? á, ăn nóng thì nó ngon, Ngon nên mà mà. ăn nguội thì nó hơi chay. Con gì cũng được, anh đừng gỡ là được. Không mày ăn gì vậy? Mẹ cho mày uống trứng không? Nó có gì trong miệng á? Có kẹo gì đó. Thảo nào nhường cho ba trước. Oh, candy chocolate luôn. Nghe sao? Cái này đi.
Cái này không có cần, ta ăn cái này. Hả? Ừ. Đang không? Bữa nay sợ ăn dở vậy không cay hả? Nổ. Tự nhiên bữa nay ăn đồ ăn ăn ớt của em luôn. Không có, thấy bình thường không? Thấy không? Ừ. Ừ. Rồi đem vô phòng cho em ăn nhé. Con gì vậy? Snake or worm? Worm, you eat worm? It's gummy worm. You eat worm? Trời, nó xanh ba luôn nè. Đây nè, một con mà xanh ba luôn nè, ghê không? Cái này nó đắng mà nó chai, nó chua. Sợ chan thì ăn ớt của em luôn. Ăn lâu rồi, tạm ngói ra thôi. Cái chanh này nó đắng kìa vậy. Đông đá. Hàng kì. Nặng ra đắng mùa kỳ mùa chanh á. Cái này đắng hả? Ừ, ăn thử ra đắng nghe. Đúng không? Là lạ. Uh-huh. Mày hiểu tại sao ăn chén của em mà cay cũng chịu. Lòi da ấy vậy. Chanh này kỳ. Chanh này là từ trong tủ lạnh, còn cái này là em còn trái ở ngoài. Gì để tủ lạnh đừng nè. Để tủ lạnh là nó bị đông đá. Rảnh sửa tủ lạnh lại thôi. Không ăn không? Còn hai cái sợ ăn đi. Ăn ăn ốc nhiều lắm rồi. Chưa bụng ăn cơm. Cơm xíu nữa đó. Ăn cơm rồi ta. Không có nhiều. Ăn cơm. Đừng nói ăn giờ luôn nha. Ừ, ngủ. Bị cái mùi xả rồi ra thức dậy. Nằm sofa mà thử ra mùi. Thơm lắm các bạn, cái mùi xả khi mà hấp á. Mình sợ lấy nghe chân đó. Nam định. Cái này là ông xã mới sắc để mà ăn trên đường về á, tại mới hay bị say xe. Mà sắc xong để vô cốp xe khỏi ăn luôn. Thường lắm mà. Thường lắm mà ông sắc xong rồi cấp. Cái này lại kiếm một gà. Nó nằm tuốt dưới mà, để vali, để này nọ, để lên trên hết rồi. Cắt cái gì á. Thương ghê không? Cái này là mua ở Toronto các bạn. Xong rồi đem qua Niagara Falls, xong rồi đem qua đây tiếp. Tính ra 3 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Có ăn. Bye bye. Bye bye hả? Đi ngủ. Bây giờ là 4 giờ rưỡi, ông xã của mình đi ngủ. Mấy ngày nghỉ là vậy đó các bạn. Nhiều khi cả gia đình của mình á, chiều chiều á, quay qua ngủ hết trơn luôn. Hôm bữa thì mình cũng ngủ giống vậy, nó thức lúc mà nửa đêm nó thức. Xong mới chọc nó là trời ơi, mẹ con ngủ một tuần rồi. Ngủ một tuần rồi. Bây giờ là Monday rồi, nghĩa là thứ hai rồi. Là cái đợt đó long weekend hay gì đó. Nó tưởng thiệt luôn. Nó đi về, nó đi đi học, nó kể cho cô đó.
Đúng là cái món cua này các bạn không có nên để qua đêm, nó không ngon, thậm chí là hấp xong để trong tủ ăn cũng không ngon nữa các bạn. Hấp hoặc luộc làm mà ăn liền thì mới ngon thôi. Ông xã Mê thì ngồi ăn cho vui thôi các bạn, ăn cho mê vui thôi chứ mấy cái này anh không có mê. Ngon quá. Mới thích ăn thoải mái vậy đó các bạn. Cái này là mê ăn thoải mái giống như mê ăn ở ngoài luôn, kiểu như là không có làm kiểu làm màu để mình làm video. Nhưng mà nếu mà đi ra ngoài ăn thì cũng phải làm kiểu chút xíu. Không phải là kiểu hơi quá nhưng mà cũng không phải là nó dơ vậy nè. Tiền gì? Trả đó hả? Tiền trả. Bao nhiêu? Thì anh kêu anh mới trả mà. Định trả, có cửa không mở cửa, đợi tốn tiền. Định trả. Anh chưa có trả. Không ngon một cơm. Hai bữa là không được cơm. Có cơm có canh rồi kìa, thịt có tiêu. Mình ăn cái này thấy no các bạn nhưng mà vẫn thèm cơm. Bới một tô cơm mình ăn quá. Mấy bữa không ăn cơm thôi chứ không nổi. Nhớ. Còn là ăn mấy cái đồ Tây không à? Xoài rất là ngon các bạn, giòn giòn mà nó chua chua ngọt ngọt chút xíu ha. Tính nghe ngon hơn sợ tượng. Mình không thích. Hồi trước thì mình mê xoài tượng, lúc nào cũng mua xoài tượng mà rất là mắc luôn. Nhưng mà có điều là nó chua quá, mình không thích. Cái này nó chua chua ngọt ngọt, ăn rất là ngon mà giòn giòn. Mà hồi đó mình không có ăn cái xoài này nên mình không biết. Mê ơi. Bây giờ xoài tượng bán cho Mary là ế rồi. Tại Mary đổi qua này rồi, mê này rồi. Mà Mary mà mê cái gì là Mary sẽ ăn tới luôn. Mà nó có mùa nha. Có tháng này có xoài này ngon. Vậy hả? Ừ. Bây giờ qua Christmas nè. Thường thường qua Christmas là có mùa. Xoài diễn nó cũng vậy thôi, xoài tượng nó cũng vậy thôi. Xoài nó có mùa sao? Chiều về nhớ liền ha. Dạ. Nằm ngủ rồi kìa. Ôi nằm ngủ đây luôn, không lên trên nha kìa. Nghe tiếng nó không vui nữa. Nhớ xong nhớ, nó nhớ. Mấy người cái này là muối tiêu á. Nó đổ xong rồi nó tan luôn. Cái miếng này nó ăn nó hơi mặn mặn. Đã quá. Mình ngước ngay đây nữa. Nó không gãi được. Thôi cảm ơn các bạn á. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi Mary cả gia đình luôn. Thì hôm nay mình sẽ post video này, ngày mai ngày mốt mình sẽ post video đi chơi ngắm, tại mình không có sửa liền video đi chơi được.
Mình sẽ hẹn gặp các bạn trong video tới nhé. Bye bye.